Trời ơi, sao mày nó phụ tao nữa mà mày đi hốt. Tại con quay giật mà nó cũng không ủng hộ tôi nữa. Một chàm hơi bị đỉnh. Đúp đúp e quy đúp đúp e e r r quy quy đúp. Đó, nghe cái combo là sợ liền. Sao có cái r r đây nó vậy? Thằng chó lớp 2. Ú, nó chưa ba anh tưởng banh rồi chứ. Cần gì phối hợp? Anh tự giết mid nó. Không đi vào rừng giết luôn rừng. Em áp cao đi. Nào được rồi. Mày áp cam đi. Mày khỏi đánh, tao lo hết cho. Thiệt. Tao lại giao mid chắc phải chín cái chiêu á mọi ơi. Tao thấy gớm thiệt chứ. Ủa mày không thấy thằng Ủa mù thấy mờ mờ chứ mày? Em bị gì mày? Con Vi nhưng mà chóc đứng chần giận đây con mắt vậy nè. Mà anh nè. Lý nó chửi kìa. Ở lên trời. Tao lại mày luôn á. Con A chóc đứng trên con mắt luôn á ông nội ơi. Thằng Vi nó đi ngang vậy nè. Còn hai chóng nó đang đứng trên con mắt nãy giờ lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại nè. Nhỏ bạn. Xong rồi kiểu cái lúc mà thằng cái lúc mà con Talia nó ban ra mấy ông biết trong đầu tôi nghĩ cái gì không? Ủa không lẽ ai chóc bồ mình nhìn lộn ta? Kiểu vậy anh em. Lú thiệt chứ. Ủa cái con này tụi nó khuyên dùng cái gì trời? À đây. Ơi tính ra bây giờ Riot bắt đầu có tác dụng rồi đó. Trong cái việc khuyên dùng này nè, dành cho những người chơi như tôi. Ở đây. Cái khuyên dùng này tôi xài nét bét luôn. Tại every time. Bình tây. Móc con Vi. Trời ơi móc. Móc kiểu đó thì bao nhiêu lúa giống bán cho đủ. Vậy mà mình không lên cover cho nó thì nó hai đạo lý làm người. Trời ơi sao mày muốn nó phụ tao nữa mà mày đi hốt. Lòng người. Không có cái lòng người đồ. Tới con quái giật mà nó cũng không ủng hộ tôi nữa. Nó đang đánh mà nó bỏ qua nó đi hốt. Trời ơi đánh là win rồi. Con quỷ cái nước cây okay, thật đấy. Ôi trời 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 trời. Hải quay xe. Anh kia làm đều nhìn nó đẹp. Ông nội mẹ ơi game nó hài. Game nó hay nhưng mà nó hài. Sao nó có thấy hay mà nó hài được ta? Dạ. Thôi Vi thôi Vi. Thôi Vi. Con chó này. Tao nói nó thiệt luôn á chứ. Nó thiệt luôn á chứ. À, siêu à. Quá nhiều chữ thức. Thì là có nhưng có như không mà thôi. Cái bài đó là có vẻ là Hiền Hồ đang nói về cái lượng sát thương của cái con này nè. Sát thương là có đấy, nhưng có như không mà thôi. Đèn máy. Không quá. Rét ơi. Tao rét ơi. Tao rét được. Tao cười chết. Ơi, ghê à. Tao rét. Con gái ấm no anh.
Mẹ quá thật đấy rồi, sao mày lắc? Nhưng mà cái highlight nhất mà không biết là cái gì không? Cái highlight nhất á là anh Flash và Millie tôi ở nước quăng lòng đàn. Cái đó là cái gọi là cái đỉnh cao nhất. Nhưng mà tụi bay kêu thằng Thread búp Elo, tụi bay đang sỉ nhục mấy thằng búp Elo đó. Búp Elo không đét thế nào mà gà được như vậy được chứ. Đây à. Đều thế. Ê, búp Elo đâu gà được đâu pa. Trời ơi, Talia mãi đỉnh. Nếu mà hàng Talia mà quê nó ở cái vùng miền núi nữa đó ha, ví dụ như là cái khu bảy núi chẳng hạn, thì nó ở trên đỉnh mãi mãi. Ok chưa à? Em làm hoài luôn á. Mấy cái pha này em làm hoài luôn á. Hay thế. Em đúng là em trai của anh rồi. Hồi xưa mẹ tôi bà cứ nói với tôi là bà có một người con thất lạc nữa, mà tôi đâu có tin. Hóa ra là thằng Talia. Ok. Thôi tao giỡn mà. Cái quần què nó bắn thật sự, nó bắn tao có một hít 1200 máu thì tao chơi cái gì? Con Sena nó bắn tao một cái 1200 máu thì tao đánh cái gì? Đẹp. Đấy, cái gì mà mày còn cái mọc cách nó vậy? Thôi, tụi nó không nghe nè, ông Hai Chóc ơi. Cái vụ hôm bữa đó, mày nhớ không? Quýnh mày chết mày luôn á. Kho nè. Ôi, có đi hồi cùng rồi nha. Người ta nói là con người phải biết tiến bộ. Hôm qua 06/12 thì hôm nay phải 16 đúng không, hoặc là 05, làm sao mà tắm hai lần trên một dòng sông được. Cứ theo cái lịch trình này thì tầm nửa năm nữa mới master con này là đẹp, khi đó KDA của mất trung bình sẽ là 46 thay vì 06 như ngày hôm qua. Tuyệt vời. Ba tôi bấm có lộn cái chiêu nào không ta? Rồi win luôn kìa. Trời ơi tao nói, win luôn kìa. Tao nói mày cái game này lạ. Tao nói thiệt. Đây là một trong những cái giai đoạn mà Liên Minh là một cái trò chơi xa lạ với tao hầu hết tất cả những cái giai đoạn mà tao chơi cái trò này. Tao nếu biết thì tao win luôn. Ngày hôm qua tới bây giờ tao vẫn nói lại mấy thằng team địch đó là đừng có ban con thời quay của tao nữa. Free hello lấy đi. Và chú đó, chẳng gì nó ban, chẳng gì nó thua.